Ngày 28 tháng 8, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tìm đến khu nhà trọ tại khu vực cầu Ông Bồn và khu trọ tại số 147 trên đường Bưng Ông Thoàng, khu phố 2, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Khi trước đó ngày 27 tháng 8, có một số người thuê trọ ở đây kéo ra vòng xoay liên phường để phản ứng với lý do chưa nhận được gói hỗ trợ người lao động tự do thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại đây, ông Nguyễn Văn Úc, 48 tuổi, quê Cà Mau cho biết, bản thân ông hài lòng vì 2 tháng ở nhà phòng chống dịch ông được địa phương hỗ trợ 1,7 triệu đồng và lương thực thực phẩm đầy đủ. Việc một số người kéo nhau ra đường liên phường, ông Úc thật thà nói. Do thấy có người bảo đi, nói ra đó gây áp lực với phường để được hỗ trợ thêm tiền, vậy là kéo nhau đi. Còn chị Nguyễn Thị Trúc Linh, 22 tuổi, Đồng Tháp, chia sẻ, hai vợ chồng chị làm thợ hồ. Từ khi có dịch, chỉ mới nhận được hỗ trợ rau củ quả. À, thế còn về cái tiền thì sao? Có được hỗ trợ tiền nào thì sao? Đến bây giờ cũng chưa được hỗ trợ gì cả. Gia đình mình đã có được hướng dẫn là hỗ trợ cái phần lao động khó khăn chưa? Chưa. Mình có nhận được 1 triệu rưỡi chưa chị? Nhận rồi, nhận về chủ trọ điện rồi. Mới nhận 1 triệu rưỡi mà la chưa nhận là sao? Nhận rồi, bà kia đóng tiền trọ hết rồi. Ai nói đóng nhà trọ? Chủ trọ này nè. Bà chủ trọ hả? À. Tại sao là bà chủ trọ là bắt đóng tiền trọ à? Thế là em đã nhận được cái gói hỗ trợ an sinh hội 1 triệu rưỡi rồi đúng không? Có kèm thêm một túi quà nữa đúng không? Trong đó có gạo nè, nước mắm nè, cá hộp nè, thịt hộp nè, đúng không? À, rồi. Còn nha. Còn đối với lại địa phương á, là phường cũng thường vô tặng quà, là mỗi lần tặng là tụi em cũng có ghi hình lại á. Thì chị có nhận được không? Ví dụ như là có cách đây ngày 22 là cũng có tặng lạp xưởng rồi á, trứng gà cũng như là cá hộp có không? Gạo nữa. Có mà được 2 trứng gà. Nửa cái lạp xưởng đúng không? Dạ. Rồi 5 hộp cá hộp đúng không? 5 ký gạo rồi đồng thời rau củ quả giờ mới hôm bữa là cho cá hồi nữa đúng không? Trái ngược với chị Linh, ông Lý Hùng Dũng, khóm trưởng khu nhà trọ số 147 cho biết, khu nhà trọ này có 111 phòng với trên 220 nhân khẩu. Từ ngày thành phố thực hiện giãn cách, nhu yếu phẩm, rau củ quả, gạo mì, không sợ thiếu và đói, do được nhà hảo tâm và phường hỗ trợ. Các hộ gia đình, trong đó có gia đình cô Linh cũng đã nhận được 1,7 triệu đồng hỗ trợ của thành phố và địa phương. Chủ nhà trọ còn miễn giảm 50% tiền phòng, mới nhất còn hỗ trợ lại mỗi phòng 200.000 đồng để mua thức ăn. Chị Linh nói chủ nhà trọ thu hết tiền hỗ trợ nhà nước để cấn trừ vào tiền thuê phòng là không đúng. Ông Dũng khẳng định. Đây là phòng như phòng như này là 1 triệu rưỡi, phòng trên như 1 triệu 3, phòng có gác là 1 triệu 3. Thì chủ nhà trọ bao giờ cho mình là 50%? 50%. Là được mấy tháng đây? Từ giảm tháng này tháng thứ 3 rồi. Có đợt rồi là chủ trọ cho mỗi người thêm là 200.000 là tiền mua gạo thêm. Không mua gạo mà cho 200.000. Về việc một vài hộ dân phản ánh không trung thực, không được địa phương hỗ trợ, chăm lo lúc khó khăn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức Trần Hữu Phước đề nghị ông Dũng cần thông tin tới bà con tại khu trọ tốt hơn về các chính sách chăm lo của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức đối với người yếu thế, người lao động thuê trọ. Phường Phú Hữu có người lao động khó khăn rất nhiều, trong khi lực lượng cán bộ tại chỗ và tình nguyện viên ít, không thể choàng gánh hết nên khi nào thực sự cần thiết nhất cho gia đình, bà con gọi đến đường dây nóng của phường và khu phố để được hỗ trợ.